Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video anh em nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nha. Video mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận quay random nhận 1 đến 1.000 USD. Min gấp là 12 USD nha các bạn. Một ghép là 0.75 USD. Dù video chúng tôi sẽ thanh toán trong 5 giờ. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả mình để chat chatbot nha, bấm nút ta nè. Rồi nhiệm vụ thì ở chiếc 5 kênh Telegram. Rồi đầu tiên các bạn join kênh thứ nhất đó nè. Rồi gì kênh thứ nhất mình join rồi. Các bạn join kênh thứ hai nữa nè. Rồi anh em join kênh thứ 5 kênh Telegram channel của nó các anh em. Rồi anh em bấm nút chat nè. Rồi tất cả anh em bấm vào một balance nè. Rồi mình đã được một u nó quay random, các bạn có thể nhận được 1 đến 1.000 hết bất kỳ nghe tất cả. Vì mình xui quá mình nhận được một ở đây, các bạn bấm vào nút claim nè. U sao minimum bút gao và bấm vào cách out nè. Nó thanh toán qua cổng ETH, BTC và PayPal nha tất cả các bạn. Và PayPal. Rồi mình trở về đây. Một cách out. Rồi bạn bấm vào một register nữa các bạn. Để lấy tin ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 0.75 USD nha tất cả. Kèo này rất là đơn giản luôn các bạn. Sau khoảng 5 tiếng các bạn vào claim một lần các bạn. Min gấp nó là 12 đô các bạn. Sau khi các bạn đủ 12 đô các bạn bấm vào một cách out nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ ETH hoặc là BTC hoặc là PayPal của các bạn vào nha các bạn. Info nè. Thì info thì nè. Rep 1 rep 0.75 USD. Get up to là quay random. Từ nhận các bạn nhận được từ 1 đến 1.000 USDT nè. Xem nè. Minimum withdraw là có thể nhận 12 USD các bạn có thể rút các bạn. You wish the payment in how là nghĩa là chúng tôi sẽ thanh toán trong vòng 5 giờ nha tất cả các bạn. And that money payment. Các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cận các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.